Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về tăng thể lợi các bạn. Ngày hôm nay là trả lời một thắc mắc của bạn Hồ Thị Kim Thoa. Bạn hỏi rằng một cái đám đất hình chữ nhật nè có chiều dài 60m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, vậy cho thấy hằng rộng là cái số chân tử nè là 2 phần, chiều dài chính là cái số ở dưới mẫu nè 3 phần. Vậy 60m này là của mấy phần ạ? Của 3 phần. Vậy ta lấy 60 chia 3, nó sẽ ra số mét của 1 phần. Còn muốn tìm chiều rộng, ta nhân thêm số phần của chiều rộng là mấy ạ? Là 2. Vậy ta tính được chiều rộng hình chữ nhật là 60 chia 3, đây là số mét của 1 phần, nhân với số phần của chiều rộng, vậy sẽ ra là 40 mét. Khi đã có chiều dài và chiều rộng thì các bạn sẽ tính được diện tích hình chữ nhật. Hình chữ nhật là sẽ lấy dài nhân rộng, 60 x 40 là 2400 m². Tiếp theo câu B, người ta trồng rau hết 3/4 diện tích của đám đất thì diện tích trồng rau là bao nhiêu? Trồng hết 3/5 nha các bạn, thì ta lấy diện tích đó nhân với 3/5 diện tích trồng rau là 2400 nhân 3/5. Rồi đây là số tự nhiên nhân với phân số, ta lấy số tự nhiên nhân tử rồi chia mẫu ra bao nhiêu, các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp lợi và nhớ đáp số. Ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lỡ khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.